Ban tổ chức Olympic 2024 bị chỉ trích là làm cho hề trị giá tỷ đô trên sông Sen. Giải 3 môn phối hợp nam Olympic đã bị hoãn lại vài giờ trước khi cuộc đua dự kiến bắt đầu do tình trạng ô nhiễm ở sông Sen. Giải 3 môn phối hợp thế giới và ban tổ chức Thế vận hội Paris đã xác nhận cuộc đua sẽ được lùi lại một ngày, nhưng điều này vẫn làm dấy lên nghi ngờ về tính an toàn của việc bơi trên sông, một câu hỏi đã ám ảnh sự kiện này trong nhiều tháng trước thềm Thế vận hội. Thông báo này được đưa ra sau khi buổi tập luyện của các vận động viên 3 môn phối hợp bị hủy vào Chủ nhật vừa rồi do mức độ ô nhiễm. Trận mưa lớn ở thủ đô nước Pháp vào thứ 6 và thứ 7 tuần qua đã làm tình trạng ô nhiễm ở một số khu vực của con sông trở nên tồi tệ, lên mức vẫn vượt qua giới hạn cho phép. Nội dung 3 môn phối hợp dành cho nam hiện được lên lịch vào lúc 10 giờ 45 phút sáng theo giờ Paris, sau khi nội dung 3 môn phối hợp dành cho nữ được lên lịch vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, tuyên bố tiếp tục rằng cả hai nội dung 3 môn phối hợp đều phải trải qua các cuộc thử nghiệm nước sắp tới để tuân thủ ngưỡng bơi lội đã được thiết lập của giải 3 môn phối hợp thế giới. Ngày dự phòng là ngày 2 tháng 8 cũng là một lựa chọn cho ban tổ chức. AFP đưa tin trận mưa vào thứ 6 và thứ 7 đã dẫn đến việc xả nước thải thô. Việc làm sạch sông Sen đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trước thềm Thế vận hội vì hoạt động bơi lội đã bị cấm tại vùng nước này trong thế kỷ qua do ô nhiễm từ nước thải đổ vào sông. Tuy nhiên, mặc dù sông Sen được tuyên bố là đủ sạch để bơi trước khi Thế vận hội bắt đầu, đủ sạch để thị trường Paris ngâm mình vào đêm trước Thế vận hội, nhưng vẫn còn câu hỏi liệu sông Sen có đủ an toàn để tổ chức các sự kiện 3 môn phối hợp và bơi hay không.